đầu tiên. À, trong khi phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh về dự cái buổi trưng bày sinh vật cảnh để chào mừng lễ hội chùa lành tại câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tôi đến đây thăm một khu trưng bày cây thương mại tại Ninh Hiệp. Đến đây tôi thấy các anh đang đứng trầm trồ và thưởng thức một cây tác phẩm gọi là mai chiếu thủy đúng không các anh? Các anh giao dịch tác phẩm nào? Đây báo cáo anh ạ. Cây mai chiếu thủy đấy chứ. Tôi giao thì cái tôi muốn đón cây này về để chơi. Vâng. Nhất là dáng thế, thứ hai là để có cái hoa thơm. Vâng. Đấy, sáng ra mình thưởng thức cái hương thơm của hoa. Vâng. Đấy. Thế thì xin phép anh trước hết là tôi được chia sẻ cái hình ảnh của cái tác phẩm mai chiếu thủy mà anh vừa mới giao lưu xong. Vâng. Vâng. Thế là báo cáo ông sử là tôi làm cái cây này thì ông cảm thấy ưng không? Nhất chú rồi. Rồi thế là ông chủ vườn rồi ra đây để tiền giao cho múc thôi. Vâng. Sau đó ông sử khiêng cây thôi. Đây, để vâng. dành gần chục năm rồi mới được. Thế với cái tác phẩm này là giao lưu gần chục năm đấy. Giá bao nhiêu anh? Để dành gần 10 năm đấy. Tôi ghi cái hình đấy. Giá tiền là bao nhiêu anh ơi? 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi. Báo cáo với ông là với mọi người là tôi để dành gần 10 năm mới được. Vâng. Mới được cái chứng nhận anh là ở địa phương nào đến đây bán cây? Ở Phú Lâm Tiên Du. Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh ạ. Vâng. Vâng, anh họ tên gì ạ? Đó là Nguyễn Văn Truyền. Anh Nguyễn Văn Truyền, anh có thể đọc to cái số điện thoại của mình để cho những người xem video biết được và có thể để giao dịch liên hệ với anh không? 0912 ạ, 006882. Anh đọc nhanh quá. 0912 006882. Vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta chuyển ống kính sang ông chủ mới của cây mai chiếu thủy. Vâng, thì rất là vui vẻ là đón được cây này về. Thế thì là để ông chủ vườn ra đây tôi sờ tay cái để anh em mình chia tay cây này, tiếc cái này sao mà không sờ tay thôi. Để dành gần 10 năm mới được cái số tiền này đấy. Vâng, thế anh là người ở Ninh Hiệp đây anh. Vâng, báo cáo anh là tôi là Thạch Công Minh. Vâng. Thạch Công Minh. Vâng vâng. Là hội viên của hội sinh vật cảnh xã Ninh Hiệp. Vâng, cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Chúng ta đã được anh Minh cho chứng kiến một cái cuộc giao dịch mà anh đã mua. Vâng. Cây tác phẩm mai chiếu thủy. Vâng, như rồi. Thế này rồi, thế là chốt lại là đến lúc cây này về nhà anh là giá là 6 triệu rưỡi. Sáu triệu rưỡi. Vâng vâng. Số tiền giá trị cây thì không được lớn lắm. Vâng. Nhưng mà cái niềm vui của chúng ta là sẽ được nhân đôi lên rất nhiều. Vâng. Cảm ơn các bạn đã đến đây để cùng nhau chứng kiến những cái buổi giao dịch như thế này. Và tiếp theo Đỗ Sinh sẽ chia sẻ những tác phẩm trong gian hàng thương mại tại đây để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Khách sang kia đi. Nào cũng xử được. Tác phẩm người quế với kìa. Đây rồi. Tối nãy chỗ tôi. Được rồi, đợi tí nữa. Phải xem cái video này ở cái khu thương mại này đã. Vâng, ở đây còn rất nhiều những tác phẩm đẹp. Là dòng sam, tùng và nguyệt quế. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những tác phẩm để chúng ta có thể lấy báo giá luôn từ anh bán cây như thế này. Anh có thể cho tôi biết được cái tác phẩm ở trước ống kính đây, tác phẩm Tùng La Hán này giá bao nhiêu anh? Lại chạy đi chỗ khác à? Chạy đâu rồi? Ôi giời ơi. Vàng luôn vào bảy chỗ trưng bày. Bê luôn vào chỗ trưng bày luôn đấy.
Đây có cái gốc của người ta này hay này. Gốc của người ta này hay phết đấy. Lấy bao tiền anh nhỉ? Cây này là 8 triệu rưỡi ạ. 8 triệu rưỡi cái tùng la án dáng trực này. Vâng. Hay đấy. Thế tôi thấy có một cái cây, một tác phẩm này thân nó quay quái đây anh ơi. Dạ. Đây. Đấy là một cây sộp ạ. Cây sộp này giá bao nhiêu? Cây này giá 12 triệu ạ. 12 triệu hay nhỉ? Tôi thấy có cái phần rễ phía sau rất tuyệt vời. Ở cái bệ ấy. Vâng. Đấy. 12 triệu. Và đây là cái tùng này tùng cối à? Vâng, tùng cối ạ. À. Cái này giá bao nhiêu anh? Cái đấy 15 triệu chứ. 15 triệu. Đây, một tác phẩm Nguyệt Quế đúng không? Vâng ạ. Nguyệt Quế bonsai mini này. Anh em mình bán à? Hay đến đây hỏi cái. Đây là trong số này anh bày hai cái dãy sam đúng không? Vâng. Thì cây sam nào đẹp nhất trong khu này và giá trị nhiều nhất tiền? Nói chung là nó cũng dựa giữa nhau à? À, sàn sàn như nhau cả. Vâng. Thì là mỗi một tác phẩm này thì bao nhiêu tiền đấy? Mỗi một tác phẩm đấy là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Tất cả dãy này. Vâng. Nó sàn sàn giá nhau. Vì tôi thấy nó cũng giống nhau nhiều. Kích thước, kích cỡ, bóng dáng. Thế thì cũng không phải là cũng giá cũng hợp lý đấy chứ. Đúng không? Yeah. Sam như thế này là được. Yeah. Cái này cái nào anh? Cái vòng khách lá nó dài nó to. Cây mà dây đồng đỏ đấy. Cây đó là cây ruối. Vâng, cây ruối. Có một cây gốc nó như này mà. Cây này là cây ruối. Đang hạ lên. Cây này là cây ruối thì anh báo giá bao nhiêu? Đây là 2 triệu mốt à? 2 triệu mốt mà anh vừa trả đấy 1 triệu à? Vâng. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến những gian hàng cây thương mại khác để chúng ta chia sẻ. Đây này, cái tác phẩm ổi ta thân quái quái này giá bao nhiêu nhỉ? Cái này là giá là 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi. Cũng hay. Cái này sau khi nó lên đầy đủ tay bông các phía rồi cũng hay đấy. Nó có cái thân rất quái. Thế và những cái thông nhỏ nhỏ này thì bao nhiêu? Thông thì 1 triệu một cây ạ. 1 triệu một cây. Vâng.
và chúng ta bây giờ đi chuyển sang những gian hàng cây thương mại tiếp theo.